chụp ngày hôm nay thì đối với Ngọc thì đây là một concept Tết cho mọi người với tinh thần là khép lại một năm cũ đã qua và đón chào một cái năm mới với 6 người, 6 talent của CEO Team. Màu sắc chủ đạo của mình sẽ là màu đỏ, màu đen. Và với tinh thần Tết thì mình sẽ có bao lì xì, có quạt giấy, có những cái set design của Tết. Với concept những bộ đồ Tết mang màu sắc chủ đạo chính là màu đỏ. Buổi shooting lần này á, là buổi shooting dịp cuối năm cũng như là Tết. Thì tinh thần của buổi shooting ngày hôm nay sẽ là tổng kết lại nguyên một năm của CEO Team. Vừa kết thúc một năm cũ là sẽ có màu đen, sau đó sẽ mở đầu một cái năm mới thì sẽ có một màu đỏ. Thì các bạn sẽ xen kẽ đỏ và đen để mà giao thoa giữa cái sự kết thúc và một cái sự chào đón một cái điều mới. Để nói về 2021 thì ba từ đó chắc là may mắn, cố gắng và quằn quại. Tình bạn, kỷ niệm và phát triển. Mạo hiểm, nuối tiếc và giúp đỡ. Khó khăn, vui vẻ và trộm vía. Phát triển, trải nghiệm và tìm ra được đam mê của mình. Có cố gắng, hơi lười biếng. Cái từ cuối cùng rất là trân trọng. Cảm xúc đầu tiên sẽ là khó khăn bởi vì là một năm đại dịch. Cảm thấy rất là may mắn và bởi vì đã vượt qua được khoảng thời gian đó và cũng cố gắng hơn rất nhiều. Ngày hôm nay được ngồi đây là một cái gì đó cảm thấy rất là may mắn khi mà giữa một cái đại dịch như vậy mà mình vẫn còn tồn tại. Cảm xúc thăng hoa trong công việc cũng có, rồi cảm xúc bồn chồn do những cái mạo hiểm nó xảy ra với mình đó cũng có luôn. Và đặc biệt là những cái cảm xúc mới lạ, tức là mình chưa bao giờ mình làm cái này hết, mình chưa bao giờ mình ra riêng, mình chưa bao giờ mình trải nghiệm những cái điều mới lạ. Có một cái khoảng thời gian mà Phương nhớ nhất, đó là khoảng thời gian mà mọi người mắc kẹt tại Gold View. Nhưng mà đó cũng là cái khoảng thời gian mà Phương thích nhất. Tại vì mọi người được gắn kết, được hiểu nhau hơn, được gần nhau hơn. Thì đó cũng là lý do mà Phương nghĩ là CEO Team mà phát triển á, là cũng nhờ như vậy, là do tất cả mọi người hiểu nhau và lúc nào cũng thật sự là liên kết và đồng hành á. Năm 2021 này của Huy nó không phải là kiểu một năm lãng phí, tại vì năm 2021 này Huy đã làm được rất là nhiều thứ và Huy phát triển bản thân hơn rất là nhiều so với năm 2020. Nói chung là năm nay là một năm đáng nhớ. Một năm Huy tìm được những người bạn mới, Huy tìm được một môi trường mới để làm việc, Huy tìm được một tình bạn đẹp, một tình bạn tri kỷ hơn. Đó chính là mình cũng đã có quyết tâm rồi nhưng mà kiểu nó chưa có đến đâu, cho nên là nó hơi bị giữa chừng. Tại vì anh Tài thường hay nói Thư là có nghĩa là có một công việc nào đó Thư đã làm tốt khoảng 8 điểm rồi nhưng mà tại sao không cố gắng lên 10 điểm. Vẫn chưa có làm quen được với lại cái nhịp độ của công việc, nên là đôi khi mình bị quên mất bản thân mà mình không có chăm sóc tốt cho sức khỏe. Thì vào năm mới thì sẽ cố gắng điều chỉnh và chăm sóc cho bản thân tốt hơn. Điều nuối tiếc nhất trong năm 2021 là mình không có quá nhiều thời gian để làm. Bởi vì mình may mắn được mọi người biết đến nhưng mà cái khoảng thời gian của nó chưa đủ dài. Nếu mà trong đại dịch mình có cơ hội thì biết đâu thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà không sao, cái đó mình khắc phục vào năm 2022 nhé. Nói cảm ơn thì phải cảm ơn tất cả mọi người trong ekip của CEO Team cũng như là Celeb Network. Và tiếp theo cũng không quên cảm ơn tất cả các bạn khán giả đã ủng hộ cho team tụi mình cũng như là Bữa Thích Ăn Ngon. Mong một năm 2022 tụi mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và sẽ có nhiều thành công hơn nữa, cũng như là fan của CL cũng như là Celeb Network sẽ ngày càng đông hơn và các bạn sẽ ủng hộ tất cả mọi thứ tụi mình làm nhé. Chị muốn nói là rất là cảm ơn CEO Team, cảm ơn sếp Tài và tất nhiên là tất cả những bạn đã yêu mến và ủng hộ tụi mình đến giờ phút này. Mong là mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ và theo dõi tụi mình theo từng bước chặng đường phát triển của tụi mình nữa. Rất là cảm ơn mọi người đã lúc nào cũng ủng hộ Thư và CEO Team, tại vì tụi mình cũng chỉ là những người kiểu nhỏ nhỏ nhưng mà lại góp phần với nhau kiểu tạo nên một cái
một cái team như vậy và được mọi người ủng hộ rất là nhiều, mặc dù tụi mình vẫn có những cái khuyết điểm. Em cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng em, dạy dỗ em, cho em tìm ra được một cái khả năng đam mê của mình. Sau năm 2021 thì mình thấy được là mọi người rất là quan tâm mình, rất là hay là luôn ủng hộ cho mình, và bên cạnh đó có rất là nhiều người kiểu như bước tới với đời mình và luôn ủng hộ và trợ giúp cho mình. Thì phải nói là thật sự là cảm ơn tất cả mọi người, những người theo dõi mình, team editor, team sản xuất, nói chung là mọi người đã đều cùng một tay giúp đỡ và nâng đỡ mình lên rất 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 là nhiều. Và gửi lời cảm ơn tới mọi người thật là chân thành nhất. Thì nhớ ủng hộ những dự án sắp tới của siêu team, và tụi tôi không dừng lại ở một cái sự gọi là như vậy mãi đâu. Chúng tôi sẽ hứa với khán giả là phải đi lên, đi lên, đi lên, đi lên nữa. Mình là Vĩnh, tức là Ngon, Naki, Hoàng Yến. Hello mọi người. Peter, Binat. Hi, mình là Choco. Và mình là Bảo Huy. Và ngày hôm nay tụi mình đứng đây để thông báo cho mọi người một điều là kênh CEO Team sẽ trở thành kênh CEO TV. Và cái kênh này sẽ có sự tham gia của tất cả các thành viên trong Celeb Network và CEO Team. Và tụi mình sẽ làm rất là đa dạng nội dung như là giải trí, nè, phim ngắn, âm nhạc, beauty. Ngoài ra còn có cả food, review, du lịch, fashion và lifestyle. Mong là mọi người sẽ ủng hộ cho tụi mình cũng như là đóng góp thật nhiều nội dung mới cho tụi mình ngày càng đa dạng hơn nha. Bye mọi người.